Cái này giống như cái góc học tập nhỏ của Starlight nè các bạn. Chuẩn bị đồ nghề để đi ngày mai đi học lại rồi. Nên hôm nay mình có một cái cuộc hẹn với một số du học sinh ở Saskatoon. Hôm nay mình sẽ quay video cho các bạn xem để giao lưu các bạn du học sinh ở đây. Mình đã vợ mình cũng đi làm rồi nên hôm nay mình dẫn Tala đi thôi. Ok, chuẩn bị lên đường. À, mang đồ chơi theo nha. Ok, rồi hẹn gặp mọi người ở nhà hàng. Ối, đi. Xem mình đâu? Xem mình thế nào? Xem mình đó. À, rồi, ok. Rồi, mở khóa. Rồi, lên xe đi. Rồi, giờ mình khởi hành thôi. Trời, hôm nay hơi âm u chút xíu. Mình sẽ ghé nhà hàng Chianti nha các bạn. Nhà hàng này của Italy nhưng mà thực tế bên trong là toàn người Việt Nam không à. Tí nữa mình sẽ quay khung cảnh bên trong nhà hàng. Lần trước quay vô nhà hàng nha, đây là vô nhà hàng. Nhà hàng Chianti nè các bạn. Lạnh quá, nay hơi lạnh. Đây là anh Cách Thanh là admin của group hội du học sinh các bạn. Vô nhà hàng. Rồi, đây là nhà hàng nè các bạn. Nhà hàng chúng ta là khu nhà hàng khá là đẹp. Phong cách theo kiểu châu Âu. Đây. Mọi người chưa tới. Không đem quay video chị. Dạ. Để mấy bạn có mọi sinh viên chưa tới à. Đang chờ mọi người tới. Từ từ các mọi người tới. Đâu? À, quay đi con. Nào ngồi chơi với em đi con. Hello. Gần hết rồi. Này quay video chưa? Tác nghiệp. Ôi, rất là vô cấp nữa hả? Không phải không phải. Chắc Nguyễn nè bà. Ờ, lên ba con. Thôi được rồi, được rồi. Đi ăn trước hả chị? Mọi người đã ăn xong. Tôi đến với bạn sinh viên và cậu du học sinh. Đang tác nghiệp. Quay phim. Quay phim. Để bạn ngồi đi ra hết. Hello. Không ai đang quay phim. Hết chưa? Ở đi coi. Chụp hình. Đi làm. Dạ anh nói em hè lễ cũng đi làm mà trời không. Cũng đi làm. Đi học, đi training, học training. Ok mọi người đi chụp hình. Tuấn nó bài bé hả? Nhà hàng Chianti nè các bạn. Đây có mấy anh chị ra sau đây.
Đây là những du học sinh và cựu du học sinh ở Sắc Cà Tôn nha các bạn. Đi ra vô con, mặc áo khoác vô nè, mặc áo khoác vô đi. Để bao giờ vô chụp hình nha. Hello, chào các bạn, thì mình đang có mặt ở SGI. Hôm nay vợ mình sẽ thi lái xe sau 9 tháng học lên N driver, bằng lên N đây nè. Giờ thì nay vợ mình sẽ thi. Đây là buổi chiều rồi. Giờ này là khoảng gần 4 giờ chiều, xe hơi đông. Tại vì không có lịch mình bút đại. Đây là mình cái cung đường hướng X nha. Đường Taylor hướng X. Giờ vợ mình đang ngồi trên xe để tí có examiner ra. Lần đầu tiên thi mà có thể rất là chuyện bình thường nên không có áp lực lắm, cứ thoải mái thôi. Rồi examiner lên rồi các bạn. Giờ bắt đầu bài thi. Bình thường là sẽ check đèn trước đèn sau. Xi nhan trái, xi nhan sau, đèn thắng có lên hay không. Đây giám khảo nữ nha. Không biết có dễ không nữa. Mà hy vọng vợ mình thi thoải mái. Chuẩn bị rồi. Cũng có một người đang chuẩn bị thi nè. Cũng kiểm tra đèn trước đèn sau. Bắt đầu đi rồi các bạn ơi. Chúc vợ mình may mắn. Rồi vợ mình đi rồi. Giờ mình ngồi chờ thôi. Xe mình có camera hành trình nên sẽ quay lại cung đường thi với các bạn nha. Thôi vợ mình đi rồi, mình thì ngồi chờ thôi. Đây rồi các bạn ơi, không biết đậu hay rớt nữa. Giờ không biết luôn. Thôi. Biết có may mắn không? Đang nói chuyện, đang chân báo kết quả. Thấy cái bát rồi các bạn ơi. Mình thấy cầm cái bảng bát rồi kìa. Ôi, thấy cười là biết bát rồi. Đồ ghê thiệt. Dữ. Ủa bát rồi hả? Trời ghê vậy ta, đi lần đầu tiên đậu luôn. Thank you so much. Trời dữ ta. Thôi vợ mình bát rồi các bạn ơi. Ủa thì có Bắc Kinh không? Đó Bắc Kinh, đó bị dừng điểm Bắc Kinh đó này. Có nói gì với mấy bạn nè, YouTube này? Mấy bạn cố gắng lên thôi. Cái này nói chung là cũng hồi hộp nhưng mà cứ chạy đúng tốc độ rồi chạy đúng những gì mình đã học thì đậu thôi, thấy cũng dễ chứ không có khó. Không khó như mình đã tưởng. Rồi ok. Có bằng rồi nha, giờ bắt đầu lái xe về luôn, không cần phải không cần phải có người ngồi kế bên nữa. Gỡ luôn bản lên N luôn. Không, chắc vẫn phải để một thời gian đi rồi hãy gỡ. Mình đang quay hả? À đang quay. Nói chung là mình nghĩ rất là khó nhưng mà cũng không khó như mình đã nghĩ. Thì cái phần bắt trên thì bữa giờ mình cũng không có học nhiều cho nên bắt cũng hơi bị lỗi ngay khúc đó. Nhưng mà mọi người nếu mà chạy quen rồi thì chắc nghĩ chắc bắt ok hơn mình. Mình cũng chạy kỳ giật lắm. Nói chung là cũng bắt thì cũng mừng rồi. Cũng khá là hồi hộp quay giờ. Nhưng mà ok, giờ đã có bằng rồi nha. Rồi ok, rồi, chào mọi người. Cái clip mình có quay lại bằng camera hành trình, thế quay với các bạn cùng đường nha. Rồi bye bye.